Tin tổng hợp ngày 3 tháng 4 của Ban Việt ngữ Đài cho tự do có những nội dung chính sau đây. Năm nhà máy sản xuất ô tô dừng hoạt động do Covid-19. Phạt nhóm giả trang cái bang ở Hội An. Internet đi quốc tế chập chờn do Đức cáp quang biển. Trong tiêu điểm thời sự hôm nay, chúng tôi có bài ghi nhận cuộc sống tại Hà Nội sau 2 ngày áp dụng chỉ thị cách ly toàn xã hội. Ngoài những thông tin đáng chú ý như vừa nêu, chương trình của Ban Việt ngữ đã cho tự do còn có những ghi nhận thời sự khác. Mời quý vị cùng theo dõi. Năm tập đoàn sản xuất ô tô tại Việt Nam bao gồm Ford, Toyota, TC Motor, Honda và Nissan tạm đóng cửa nhà máy trong thời gian 14 ngày theo yêu cầu cách ly xã hội của chính phủ Hà Nội. Truyền thông trong nước vào ngày 3 tháng 4 cho biết thông tin vừa nêu. Báo mạng pháp luật thành phố Hồ Chí Minh dẫn thông báo của Nissan Việt Nam rằng tập đoàn này thực hiện theo chỉ thị cách ly xã hội của Thủ tướng Chính phủ, nên từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 4 chuyển sang làm việc trực tuyến để duy trì liên lạc với khách hàng, đối tác và nhà cung cấp. Tập đoàn Honda Việt Nam cũng phát đi thông báo tương tự. Các hoạt động sản xuất lắp ráp ô tô, xe máy của tập đoàn này tạm dừng 14 ngày và sẽ hoạt động trở lại theo chỉ thị mới của chính phủ. Báo Giới vào ngày 3 tháng 4 cũng cho biết công ty cổ phần lọc hóa dầu Bình Sơn đang xem xét có thể dừng vận hành nhà máy lọc dầu Dung Quất. Nguyên nhân là do tiêu thụ giảm trong dịch virus corona, dẫn đến lượng hàng tồn kho tới 90%. Đồng thời dự báo nhu cầu tiêu thụ trong nước tiếp tục giảm trong thời gian cách ly xã hội 14 ngày. Trước tình trạng nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp tạm thời ngưng hoạt động như vừa nêu do tác động kéo dài của dịch virus corona, các hiệp hội trong lĩnh vực công nghiệp dự báo sẽ có thêm hàng triệu lao động bị mất việc trong thời gian tới. Bộ Công an Việt Nam cho biết, ngoài xử lý các đối tượng lợi dụng dịch bệnh COVID-19 để tuyên truyền chống phá vi phạm pháp luật, Công an còn bắt giữ nhiều băng nhóm tội phạm trong quý 1 năm 2020. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an cho báo chí trong nước biết thông tin vừa nêu hôm 3 tháng 4 năm 2020. Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2020, Công an đã phát hiện hơn 9.700 vụ phạm pháp hình sự, bắt 455 băng nhóm tội phạm, vận động đầu thú hơn 1.600 đối tượng truy nã. Ông Quang cũng cho biết, lực lượng Công an đã ngăn chặn hàng trăm bài viết, video clip có nội dung xấu, xử phạt hơn 200 trường hợp đưa tin sai sự thật về dịch bệnh. Vị Thứ trưởng cho biết Công an sẽ tiếp tục đi từng ngõ, gõ từng nhà, vừa làm nhiệm vụ phòng chống bệnh COVID-19, vừa kiểm tra, kiểm soát tình hình an ninh trật tự. Cũng tin liên quan, vào ngày 3 tháng 4, Công an huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai vừa xử phạt một trường hợp bị cho là bôi nhọ nói xấu nhà nước trên Facebook cá nhân. Theo Công an huyện Chư Prong, từ đầu tháng 4 năm 2020, tài khoản Facebook cá nhân của VTC sinh năm 1980, trú tại xã Ia Rang, huyện Chư Prong, tỉnh Gia Lai, đã có bài viết mang nội dung xúc phạm đến uy tín của chính phủ liên quan đến công tác chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19. Công an huyện Chư Prong đã xử phạt chủ tài khoản Facebook VTC số tiền 2.500.000 đồng vì hành vi viết phát tán nội dung xuyên tạc, bị đặt vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của nhà nước. Nhóm người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ giả trang cái bang ở thành phố cổ Hội An rồi quay clip đăng lên mạng xã hội sẽ bị cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam xử phạt hành chính. Công an thành phố Hội An đang tiến hành họp bàn về đề xuất xử lý vi phạm hành chính đối với người nhà bị án Phan Văn Anh Vũ theo quy định 176, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế trong giai đoạn dịch COVID-19. Trước đó, vào ngày 31 tháng 3, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài 47 giây với cảnh 4 người trong bộ dạng rách rưới giả trang cái bang, rồi cầm tô xin tiền người qua đường tại một ngã ba ở phố cổ Hội An. Trước phản ứng của cộng đồng mạng, chủ tài khoản Facebook TTMT, một trong những người giả trang cái bang, đã tháo gỡ những hình ảnh và clip đã quay. Đồng thời, người này đang dòng trạng thái xin lỗi và cho biết việc giả trang chỉ để quay clip cho vui, làm kỷ niệm. Ông Nguyễn Văn Lanh, trưởng phòng văn hóa thông tin Hội An, cho biết cơ quan chức năng xác định những người giả trang như vừa nêu là người nhà của bị án Phan Văn Anh Vũ. Tòa án Nhân dân cấp cao TP.HCM hôm 3 tháng 4 cho biết vừa ra quyết định hoãn phiên xử phúc thẩm
vụ án công ty cổ phần VN Pharma buôn hơn 9.000 hộp thuốc trị ung thư giả dự kiến diễn ra vào ngày 6 tháng 4 tới đây. Truyền thông trong nước loan tin cùng ngày cho biết, quyết định trên của Tòa án Nhân dân TP.HCM thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng và chánh án Tòa án Nhân dân tối cao về công tác phòng chống dịch COVID-19. 12 bị cáo trong vụ án này vào ngày 1 tháng 10 năm 2019 đã bị tuyên án sơ thẩm từ 3 đến 20 năm tù. Hai ông Võ Mạnh Cường, cựu giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Thương mại Hàng hải Quốc tế HNC bị tuyên án 20 năm tù và ông Nguyễn Minh Hùng, cựu chủ tịch, tổng giám đốc VN Pharma bị tuyên 17 năm tù với tội danh buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Trong một diễn biến khác, 9 người ở Sở Y tế Gia Lai gồm nguyên lãnh đạo và các thuộc cấp vừa bị truy tố về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng liên quan đến sai phạm đấu thầu thuốc của Sở Y tế Gia Lai trong 3 năm 2008, 2009, 2010, gây thiệt hại cho tài chính nhà nước khoảng 6 tỷ đồng. Cáp quang AAG lại đứt, ảnh hưởng đến việc truy cập từ Việt Nam đến quốc tế. Truyền thông trong nước loan tin hôm ngày 3 tháng 4, dẫn nguồn tin từ các nhà mạng cho biết, tuyến cáp quang AAG gặp sự cố vào lúc 20:30 ngày 2 tháng 4 và vị trí gặp sự cố nằm trên phân đoạn S1 thuộc nhánh cáp Việt Nam kết nối đi Hồng Kông. Nguyên nhân sự cố vẫn chưa được xác nhận. Theo các nhà mạng, trung tâm vận hành tuyến cáp vẫn đang tìm hiểu nên chưa có biện pháp cũng như thời gian khắc phục sự cố này. Tuy nhiên, sự cố ảnh hưởng tới đường truyền Internet từ Việt Nam đi quốc tế, nhưng không ảnh hưởng đến tốc độ truy cập các website có máy chủ trong nước. Sự cố đứt cáp quang AAG xảy ra trong bối cảnh nhu cầu sử dụng Internet tại Việt Nam tăng cao vì lý do mọi người dân ở nhà để tránh dịch coronavirus. Số liệu thống kê của các nhà mạng cho thấy nhu cầu sử dụng việc học, việc làm và giải trí tăng 40%. Được biết, tuyến cáp quang biển AAG có tổng chiều dài 20.000 km và dung lượng thiết kế đạt đến 2 terabit một giây, kết nối trực tiếp khu vực Đông Nam Á đi Malaysia, Singapore, Thái Lan, Brunei, Hồng Kông, Philippines và Hoa Kỳ. Trong năm 2019, tuyến cáp quang AAG cũng đã có 4 lần đứt cáp vào tháng 8, 9, 11 và 12. Vừa rồi là những sự kiện diễn ra trong ngày. Sau đây, mời quý vị đến với phần tiêu điểm thời sự. Thưa quý vị, hai ngày đầu áp dụng chỉ thị 16 cách ly toàn xã hội, cuộc sống tại Hà Nội như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây. Hai ngày đầu cách ly toàn xã hội, đường xá Hà Nội tuy có vắng vẻ hơn mọi ngày, nhưng các chợ bán lẻ vẫn hoạt động bình thường. Các trạm xăng, nhà thuốc Tây vẫn mở cửa, ngoài đường lượng xe cộ lưu thông vẫn có, không như đồn đoán rằng cách ly toàn xã hội là cấm tất cả mọi người ra khỏi nhà. Lượng người đông hơn tại các chợ bán lẻ, nhiều người bán ở sạp thịt và rau củ quả cho rằng một ngày trước khi lệnh cách ly toàn xã hội được áp dụng có tình trạng người người đổ xô ra chợ giành giật mua thực phẩm tích trữ, nhưng hai ngày đầu cách ly thì khác hẳn. Mặc dù lượng hàng nhập về chợ vẫn đầy đủ, nhưng người đi mua ít hẳn, nghĩa là chợ vẫn hội họp và không có chuyện đóng cửa then cài. Nhiều chủ sạp còn khẳng định không có chuyện khan hiếm hàng, chỉ có là hàng tăng giá hơn trong giai đoạn này, hàng bán ít hơn. Tất cả thì bây giờ bọn anh vẫn dán giá bình ổn như mọi ngày vì thứ nhất là bọn anh nhập lợn bây giờ các nhà lò người ta nâng giá lên mấy phẩy thì bọn anh về anh bảo nâng lên mấy phẩy thôi, còn không ép dân cả. Có hôm qua thì nó về nó tranh cướp nhau nước sôi lửa bỏng thì bán lên độ 10.000 một cân, cũng thoải mái. Giá cả thì nói chung là so với trước thì nó có hơn lên hơn đôi chút. Thịt vẫn dồi dào, nhiều người nói chung là thoải mái. Nó phải đắt gấp rưỡi anh ạ. Đi mua nó đắt gấp rưỡi mà bán nó bán được đâu. Qua hôm nay vẫn thế. Đi mua thì đắt hơn nhưng bán nó dám bán đắt hơn đâu. Đắt hơn thì sợ mất khách. Vẫn phải giữ giá. Không, nó cũng mua nhưng mà mua ít thôi. Không đổ xô mà mua như trước nữa đâu. Cái trà rốt cũng bình thường rồi, cũng không hoàn loạn như hôm qua đâu. Hôm qua đi mua mắm ra. Chắc là cũng tăng hơn so với mọi hôm. Không luôn đấy, không bình thường. Thịt lợn hôm nay vẫn bình thường anh ạ. Tháng nay thì bán vẫn bình thường. Giá không tăng thì nào vẫn như thế. Bán cũng như mọi ngày thôi. Hôm qua thì giá vẫn bình thường. Nhưng mà bán thì chạy hơn hôm nay. Hôm nay bình thường không có người mua ngay. Không chỉ ở Hà Nội mà Sài Gòn,
Đà Nẵng, Quảng Ngãi, lượng người vào siêu thị mua hàng trong 2 ngày đầu cách ly vẫn có và phần đông các địa phương này cho biết sẽ đảm bảo cung cấp đủ nhu yếu phẩm cho người dân. Mặc dù vậy, một số người dân tại Hà Nội cũng tỏ ra khá lo lắng về nguy hiểm trong cộng đồng khi phải ra khỏi nhà. Khan hiếm nhiều hơn đấy. Bác chả tích trữ cái gì cả. Hôm qua bác mới mua, hôm nay bác lại mua. Rất là lo lắng về dịch, mình chỉ muốn là ở nhà thôi, chẳng qua là nhu cầu xây hai lần thôi chị. Nhu cầu của gia đình ấy thì mình một mình đi thôi, còn cả nhà các cháu ở nhà hết. Cố gắng là mình mọi người đều giữ được thì coi như là mình trước mắt là mình đỡ khổ này. Sau đó thì đến cho mọi người, giữ được cho mọi người. Không những mình khổ mà cả họ khổ, cả hàng xóm khổ, cả làng khổ, đúng không? Nguy hiểm lắm. Mình thấy bình thường mà. Cứ lại ở nhà thì là ở nhà thôi. Thực phẩm đều rẻ hơn. Ví dụ như hôm qua là 200 cân thịt chẳng hạn. Thì hôm nay chỉ còn 150, 160 thôi. Qua mới đông thôi. Theo mình chả cái tích gì cả. Chợ đang họp bình thường, cửa hàng các cửa hàng bình thường không phải tích gì cả. Tiền đưa đường các thấy không thiếu. Đây nó rất thật. Các thứ không thiếu thì thiếu tiền đấy. Thực phẩm rất nhiều. Chả phải tích gì ăn cho nó không ngon. Cách ly toàn xã hội đang được áp dụng trên toàn quốc và các địa phương đang khá lúng túng trong cách triển khai. Thực tế, vẫn còn một vài địa phương áp dụng việc cách ly toàn xã hội là phong tỏa sự đi lại của người dân. Đương cử tại Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, khi địa phương này dùng đất đá, bê tông chốt chặn các phương tiện qua lại tại các khu vực liên thôn, liên huyện và liên tỉnh trong ngày đầu thực hiện. Không dừng lại ở đó, ngày 3 tháng 4, một công văn hỏa tốc của tỉnh Thái Bình được áp dụng kể từ 0 giờ ngày 3 tháng 4 đến hết ngày 15 tháng 4 về việc không cho phép người từ vùng dịch đến tỉnh, cũng đang vấp phải sự phản ứng và lo lắng của người dân và các doanh nghiệp. Rõ ràng, không chỉ người dân mà ngay cả các lãnh đạo của một số tỉnh thành vẫn không hiểu đúng tinh thần của chỉ thị 16, nên đã có những hành xử khác khiến đời sống người dân bị xáo trộn. Có phải là lỗi của các địa phương hay lỗi của câu từ trong chỉ thị không rõ ràng cũng đang là vấn đề gây bàn cãi. Tuy vậy, trong trả lời với truyền thông trong nước, Bộ trưởng Mai Tiến Dũng, chủ nhiệm văn phòng chính phủ đã thừa nhận, ông sẽ báo Thủ tướng và sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể, nói rõ thêm những nội dung đề cập trong chỉ thị để các địa phương điều chỉnh lại công tác phòng chống dịch. Để xem trực tiếp hoặc xem lại chương trình truyền hình của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do trên điện thoại di động, mời quý khán thính giả vào địa chỉ vietnamese.rfa.org. Vào đây, quý vị sẽ thấy cuối trang web có nút xem toàn trang. Nhấn vào nút này, quý vị sẽ thấy các biểu tượng YouTube, Facebook, Podcast, Apple TV. Chỉ cần click vào đó, quý vị có thể xem các chương trình, tin nóng, tin tổng hợp và thời sự của Đài Á Châu Tự Do. Và để thuận tiện, quý khán thính giả có thể chọn Add to Home Screen và lưu giữ địa chỉ trang web này trên màn hình di động giúp truy cập dễ dàng hơn trong lần sau. Ngoài ra, quý vị có thể theo dõi tin tức trực tiếp vào lúc 10 giờ sáng trên Facebook tại địa chỉ facebook.com/RFA Việt Nam hoặc địa chỉ YouTube của RFA Tiếng Việt tại youtube.com/RFA Vietnamese. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi chương trình của Ban Việt ngữ Đài Châu Tự Do hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau cũng ngay trên kênh YouTube, Facebook, RFA Tiếng Việt.